Mua các củ sạc, quạt tản nhiệt, sạc dự phòng cho điện thoại tại Cam Store. Đây là shop của mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Bấm ngay vào đường link phần mô tả và bình luận của video. Ok, cách đây khoảng tầm 1 tuần trước, cụ thể hơn là 7 ngày trước thì tầm 3 giờ sáng mình đã lon ton để mình đi lấy con Vivo X200 Pro Mini này, vì con này có quá đủ những cái yếu tố để mình quất luôn. Ví dụ như là thiết kế nhỏ gọn này, ví dụ như cái màn hình nó quá xịn, cái camera của nó quá ngon, và đặc biệt năm nay viên pin ấy thì được nâng cấp lên phải gọi là quá khủng khiếp cho một chiếc máy với kích thước nhỏ như thế này. Và sau 7 ngày thì bây giờ sau khi dùng chán chê ấy, thì mình mới có thời gian để mình review cho anh em cái con X200 Pro Mini này. Thế thì con này có đúng ngon như là những thông số của nó hay không, hay là có những cái điểm lăn tăn nào anh em cần phải lưu ý khi mà mua con này, thì ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhá. Trước khi bắt đầu video này, cái con X200 Pro Mini ấy mình mua thông qua một bạn buôn ở trên Facebook, nên thế nên là con này nó thật với anh em là mua khá là khó. Nó chưa bán đại trà, nó chưa bán phổ biến đâu, và mức giá của con này thời điểm này nó khá là cao. Mình mua con này tầm 17,2-17,5 triệu đấy. Đó là cũng có một chút quen biết rồi. Còn nếu mà không quen biết thì con này phải tầm gần 18 triệu. Thế nên là giá của con này bây giờ thì nó vẫn còn quá là mặn luôn anh em nhá. Đấy, nếu anh em nào quan tâm về những con điện thoại giá rẻ cấu hình cao thì đường link mua hàng mình sẽ để ngay phần mô tả bình luận cho anh em. Đấy, còn bây giờ thì đến với nội dung chính của chúng ta thôi. Thì đây là con X200 Pro Mini của mình. Và thực sự phải nói với anh em rằng đúng như tên gọi của nó, Pro mà còn phải là Mini, thì con này đạt chuẩn là Pro Mini rồi anh em ạ. Vì cái con này nếu mà so với con X200 Pro ấy thì nó không khác nhiều, trong khi về hàm lượng công nghệ này, hàm lượng phần cứng này thì nó lại quá ngon luôn. Đầu tiên nói về quả thiết kế đi, thì cái thiết kế của con X200 Pro Mini này mình có một điểm ưng và cũng có điểm không ưng. Thứ nhất là ban đầu thì mình định lấy cái phiên bản màu hồng phấn cơ. Cái phiên bản màu hồng nó nhìn nó đẹp vãi chưởng, nó nam tính gì đâu luôn ấy. Nhưng mà khi đi mua thì cái phiên bản màu đấy cháy hàng anh em ạ. Và mình chỉ lượm được duy nhất một cây màu trắng thôi. Nhưng mà giờ vã quá rồi, có bao nhiêu thì mình hút luôn bấy nhiêu. Cái màu trắng mình cũng lấy. Và với con X200 Pro Mini này ấy, thì khi mà mình cầm trên tay, mình nhận ra là con này cũng có một vài vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên ấy là đúng nó có mini thật, nhưng cảm giác cầm nắm của nó lại chưa ngon, chưa ôm tay lắm. Cái phần viền ở phía sau này nó không giống như iPhone, nó không giống như con Xiaomi 15. Cái viền này nó hơi vuông, nó giống với con Xiaomi 14 và nó giống với những cái con iPhone 12 trở về trước hơn. Đấy, tức là nó sẽ hơi bị góc cạnh một chút xíu. Thế nên là cầm vào tay thì nó chưa đạt cái điểm gọi là cái điểm hoàn hảo 100%. Nhưng mà tổng kết thì mình thấy là con này cầm nắm vẫn ổn, nó không quá đáng kể lắm, nhưng mà so với những đối thủ như mình nói ấy, là iPhone 16, 16 Pro hay kể cả là Xiaomi 15 thì cái con này nó thua ở cái khoản cầm nắm nha. Và một điểm nữa đó là cái cụm camera của con X200 Pro Mini nó là cụm hình tròn, nó khá là lớn và nó chiếm diện tích ở nhiều ở cái phần mặt lưng này. Thế nên ấy, là khi mà mình cầm trên tay thì mình cũng thường xuyên là mình với nhầm lên cái phần ống kính, và lâu lâu thì mình lại phải lau cái camera một lần. Mình đã biết là Vivo đã cố tình thiết kế làm sao để cho hạn chế cái chạm nhầm vào ống kính camera, để làm sao để có tối hóa chất lượng hình ảnh tốt nhất bằng cách là chúng ta sẽ có một cái camera nhỏ phía dưới thay vì là đặt những cái camera tàu ngầm ở phía dưới. Tuy nhiên thì vẫn có một chút xíu là hơi đụng nhẹ vào phần camera này khi mà mình cầm nắm sử dụng nha, chứ không thể nào mà tránh được 100% đâu. Thế nên là chúng ta vẫn phải thường xuyên là lau chùi cụm camera này một chút xíu. Và với cái phiên bản màu trắng ấy thì nó là phiên bản màu kính anh em nhé, chứ không phải là phiên bản màu nhám, mà nó là cái phiên bản gọi là phiên bản bình thường. Thế nên là cái cảm giác cầm của mình nó mất đi khoảng tầm 3 phần sướng rồi. Nếu anh em mua thì anh em nên mua cái phiên bản màu nhám, xanh nhám này, hồng nhám này, hoặc là đen nhám thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với cái phiên bản màu trắng bóng này. Còn về cái phần hoàn thiện sản phẩm ấy thì Vivo đã làm cái thế hệ dòng X này khoảng tầm gần cả chục đời rồi. Thế nên á, là về cái phần chất lượng phần cứng này, build quality các thứ thì nó thật với anh em là anh em không thể nào chê được cả trên cái con Vivo X200 Pro Mini này. Bản thân nó là một con flagship rồi, thế nên là chúng ta không thể nào mà chê được. Còn nói đến yếu tố màn hình ấy thì với con X200 Pro Mini anh em vẫn có một cái quả màn siêu chất lượng với kích thước nhỏ như thế này. Và đây cũng là một trong những dòng điện thoại Android hiếm hoi nhé, mà kích thước nhỏ mà được trang bị một cái chất lượng phần cứng rất tốt. Thì con này sẽ sử dụng tấm nền là LTPO AMOLED, và con này sử dụng tấm nền của BOE nếu mà mình không nhầm là như vậy. Và với con này thì nó sẽ còn có phiên bản X200. X200 thì sử dụng cái tấm nền cùi hơn một chút xíu, và X200 Pro thì sử dụng cái tấm nền cùng gọi là cùng thương hiệu sản xuất với con này. Và với con này ấy, thì nó sẽ có độ phân giải đó là
trên Full HD tầm 1.5K và tần số quét của em này sẽ là 120Hz. Độ sáng của con này thì rất là cao, trên thông số nó đạt được khoảng tầm 4.500 nit. Và thực tế thì con này nó sáng hơn ở chế độ default mặc định với Xiaomi và so với một vài đối thủ khác. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta tăng lên tối đa thủ công ấy thì cái độ sáng nó vẫn chưa đạt được cái con số 4.500 nit đâu anh em ạ. Có chăng là nó sẽ đạt được ở một vài cái video HDR hoặc chúng ta sử dụng nó trong điều kiện ngoài trời và một thời gian nhất định thôi. Đó, còn về cái màn hình này thì viền màn hình của nó rất là mỏng, trải nghiệm về phần thị giác rất tốt, nhưng mà vân tay con này thì vẫn hơi với xuống phía dưới một chút xíu. Thế nên là khi mà mình mở khóa này, anh em thấy khi mà mình mở khóa nhá, mình phải lấy đẩy điện thoại lên, táp tay vào. Đó, nó không được như cái con Xiaomi 15. Xiaomi 15 nó nằm ở ngay đây, táp phát ăn luôn. Còn Vivo ấy, thì phải nhấn xuống phía dưới một chút xíu, nó sẽ hơi chênh vênh nếu như các bạn không sử dụng ốp. Còn về yếu tố phần mềm bên trong thì không có gì để mà chê với cái phiên bản Origin OS này cả. Tất cả mọi thao tác của mình, tất cả những cái trải nghiệm của mình với cái con Vivo X200 Pro Mini, nó đều nhanh, nó đều mượt, nó đều rất. Mình phải nói thật sự với các bạn là rất sướng ở trên cái con X200 Pro Mini này. Nó tấu hóa phần mềm rất tốt, nó tấu hóa từ những ứng dụng, nó tấu hóa từ cái phần camera, nó tấu hóa từ những cái app hệ thống phải gọi là cực kỳ ngon. Và nói thẳng là nếu mà nói về yếu tố phần mềm thì Vivo thuộc dạng là top của những con điện thoại tung của ở thời điểm hiện tại rồi. Và ngoài ra những tính năng của Vivo thị trường nội địa khi mà ra quốc tế dùng ấy, nó rất là hữu ích. Ví dụ như mình có thể add được thẻ nhà vào đây này, thẻ thang máy này, thẻ mở cửa này, hoặc là mấy cái thẻ Family Mart các kiểu ấy, mình add được vào tất luôn, rất là tiện. Tính năng này thì nó có nhiều trên những con điện thoại tàu đấy, gần như là Xiaomi hay Oppo các thứ thì đều có, nó không phải là một tính năng gì đấy quá thần thánh. Và với con X200 Pro Mini thì nó vẫn có những tính năng như là điều khiển từ xa, mình có thể điều khiển được máy lạnh của LG này, mình có thể ấn bật này hoặc là tắt này, bật này, rất là easy luôn. Đấy, một trong những tính năng mà mình rất thích ở trên những con điện thoại Trung Quốc. Và ngoài ra nữa, với con X200 Pro Mini này, mặc dù đây là một con máy nội địa Trung nhưng mà mình dùng nó không khác gì một con máy quốc tế, thông báo nổ ầm ầm luôn. Và Google Play này, các ứng dụng mà chúng ta thường sử dụng ấy, rồi Google Pay này, Wallet đấy, và những ứng dụng như là VNED các thứ thì sử dụng hoàn toàn bình thường mà anh em sẽ không cần phải lăn tăn, không cần phải unlock máy đâu anh em nhé. Và thêm vào đó nữa là với cái con này nó tấu hóa ứng dụng rất ngon, kể cả những ứng dụng tựa game quốc tế đấy, có thể là do con chip Dimensity 9400 nó tấu hóa và nó có thể bật được đồ họa lên tối đa. Đấy, kể cả con Snapdragon 8 Elite ấy, thì nó vẫn chỉ bật được cực độ 60 thôi, nó chưa lên được giới hạn Plus này. Đấy, nó chưa lên được siêu giới hạn, nhưng con này mới ra một phát thôi mà PUBG đã tấu hóa được là siêu giới hạn 120 FPS rồi. Và nói thật đấy là nó khác bọt hoàn toàn luôn. Nếu mà anh em chơi game, anh em chỉ cần mua con IQ hoặc là cái con X200 hoặc X200 Pro ấy, thì nói thật anh em là chơi game mút mùa luôn. Nhưng mà cái con X200 này thì nó sẽ không phù hợp với lại cái tác vụ chơi game lắm, tại vì kích thước của nó nhỏ và khi mà chúng ta chơi game ấy thì nó sẽ thực sự nóng. Mặc dù mình thấy rằng là hệ thống tản nhiệt năm nay đã được nâng cấp rất rất đáng kể. Còn về hiệu năng con Dimensity 9400 ấy thì nói thật với anh em là chẳng có gì để mà chê cả. Thậm chí là nếu mà so với những con mini dạng như này, con này so sánh hiệu năng với con Xiaomi 15, nó vẫn khỏe hơn Xiaomi 15 tương đối. Khi mà con này đạt khoảng tầm 2.477.000 điểm AnTuTu, trong khi Xiaomi 15 chỉ đạt khoảng tầm 2.2 hoặc 2.3 mà thôi. Mình đã chấm rất là nhiều lần nhưng không cố lên thêm được. Thế nên anh em có thể thấy rằng là nó tối ưu hóa cái phần cứng và nó tấu hóa cái phần mềm rất tốt. Anh em thấy này, thông báo nhảy liên tục mặc dù mình cũng chẳng cần tấu hóa một cái gì cả. Đấy, đương nhiên là nó vẫn có một cái độ delay một chút so với máy quốc tế, nhưng mà với một con máy nội địa như thế này là quá ngon rồi. Và đương nhiên ấy, là ở kể cả cái phiên bản tiêu chuẩn ấy, thì con này RAM là 12GB và bộ nhớ trong của nó là 256GB rồi. Nó cũng sẽ là quá đủ với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Tại sao Vivo những cái con ngon như thế này lại không mang về chính hãng anh em nhỉ? Và với một cái điểm tiếp theo ở trên con X200 Pro Mini, mình cần phải nói và mình cần phải nói rất nhiều, đó chính là camera. Con này nó là đỉnh cao camera trong một chiếc điện thoại nhỏ bé như thế này luôn anh em ạ. Tại vì anh em thấy này, sử dụng cảm biến rất chất lượng. Chúng ta sẽ có camera zoom quang học là 3x và các bạn sẽ có camera ultra wide là 50 chấm. Chúng ta sẽ có camera chính 50 chấm và con này cũng sẽ có khả năng quay video là 4K 60fps. Chỉ có duy nhất một điều ấy là mình không biết là cái camera dưới cùng này là cái gì. Tại vì nhìn nó thì giống ống kính camera, nhưng trên thông số ấy, thì mình không tìm được một cái thông tin nào đấy liên quan đến cụm camera này. Có thể
cái cụm camera này nó sẽ là cái cảm biến laser, cảm biến IR để có thể là điều khiển hoặc là đo nét gì đấy, chứ không phải là cái cụm camera đảm nhiệm cái chức năng là chụp ảnh. Thế nên là anh em cứ chặn nhầm vào cái phần này này. Đấy thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu nha. Đấy, còn về những cái gì mà mình đã trải nghiệm được trong suốt quá trình mà mình dùng Konix 200 Pro Mini thì mình phải nói thật với anh em luôn, con này 10 điểm về phần camera không có nhưng. À không không, 9 điểm rưỡi thôi anh em à. Tại vì con này vẫn có một chút nhưng nha. Đây này, hôm nọ mình có đi qua tháp Quảng Châu để mình chụp hình ấy, thì con này có tình trạng là bị flare. Đấy, khi mà chúng ta chụp ảnh trong điều kiện mà có nhiều tia sáng phức tạp ấy, đấy, nó sẽ có tình trạng bị flare ở đây này. Đó, còn mình đã cố gắng, mình lấy tay mình che đi, mình lấy tay mình che cái vùng sáng đấy đi, thì đây là tấm ảnh kế bên, nó chụp được này, nó sẽ không còn bị flare nữa. Nhưng mà như vậy ấy, thì nó quá mất thời gian và nó làm cho mình cảm giác bị mệt khi mà chụp ảnh. Đấy, nhưng mà cái tình trạng bị flare này ấy, thì mình chỉ gặp trong một vài tình huống nhất định và một vài điều kiện nhất định thôi, chứ không phải là nó gặp thường xuyên. Tại vì tất cả những hình ảnh mà mình chụp khác nhá, đấy, thì nó lại gần như là không bị gặp tình trạng này. Thì mình xác nhận là tình trạng flare này nó có ở trên Konix 200 Pro, Konix 200 Pro Mini. Thì cái nguyên nhân ấy là do cái về phần cứng, có thể là do lớp phủ của dai hoặc là cái gì đấy. Nhưng mà cái này ấy thì gặp trên cam chính thôi. Anh em dùng cam góc rộng hoặc là cam tele ấy, thì không gặp cái vấn đề này đâu anh em nhá. Và nó cũng chỉ gặp trong một vài trường hợp nhất định chứ không phải gặp thường xuyên. Thế nên đây cũng không phải là một cái vấn đề gì đấy quá lớn. Còn lại thì anh em xem này, chụp ảnh đâu điều kiện thiếu sáng này. Nó đẹp thôi rồi luôn. Và mình cũng chụp thêm một vài tấm ảnh trong điều kiện thiếu sáng khác này. Độ chi tiết này, zoom ra cái phần chữ tàu ở đây này. Đó, và mình chụp rất nhiều tấm ảnh trong điều kiện thiếu sáng, chụp tòa nhà này bằng cam tele của con này này. Đó, cam tele 3X này, chụp đêm nhá. Đấy, đẹp vô cùng luôn. Độ chi tiết rất tốt và mình cũng đã có test thử rất nhiều những tấm ảnh khác trong chế độ chụp đêm. Mình phải nói thật với bạn luôn là nếu mà so với những con điện thoại Trung Quốc ở thời điểm này và anh em muốn có một thiết kế nhỏ nhỏ như thế này thì có thể là X200 Pro Mini là cái con điện thoại tung của có cái camera tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Mình không nói những con full size nhé, những con như X200 Pro hoặc là Xiaomi 15 Pro hoặc là Xiaomi 15 Ultra sắp tới thì nó là một cái đẳng cấp khác rồi. Đó, và anh em xem này, những tấm ảnh trong điều kiện thiếu sáng này. Ui, nó đẹp, chi tiết nó ngon, màu sắc nó rất là sướng mắt. Đấy, rồi mình chụp đồ ăn này. Đấy, đồ ăn này. Mình không biết nói gì thêm nữa. Đấy, anh em tự xem hình và tự đánh giá nhé. Và mình cũng chụp một vài cái sản phẩm ở trong điều kiện đủ sáng này. Lên này. Ui, không biết là nói gì luôn anh em à. Nó quá đẹp, nó quá chi tiết. Đấy, và mình cũng chụp selfie ngược sáng này. Để phía trên là trời là sáng trưng anh em nhé. Và trong cái khu vực này là rất là thiếu sáng, nhưng mà chụp lên này, da này, tóc này, tuyệt vời. Và đây cũng là một tấm khác mình chụp ở trên điều kiện thiếu sáng. Mình chụp và mình ngước cái mặt lên tháp Quảng Châu. Thực ra trong điều kiện này là khu vực của mình đứng ấy, nó không có một chút ánh sáng nào luôn. Ánh sáng mà mình thu được ấy là do Konix 200 Pro Mini nhá, nó búp cái độ sáng ở xung quanh cái phần camera selfie để đẩy cái sáng gương mặt mình lên, nhìn rất tốt luôn. Đấy, nhưng mà cơ bản thì trong điều kiện thiếu sáng như này thì nó vẫn có một cái điểm yếu chí mạng, đó là nó không có độ chi tiết. Nhưng mà con nào cũng vậy thôi, quan trọng là tấm ảnh này chúng ta dùng được, nó đẹp, nó ngon. Đó, và mình cũng đã test thử một vài tấm ảnh khác chụp bằng X200 Pro Mini trong điều kiện ánh sáng rất là thấp luôn. Đó, đẹp thực sự luôn anh em à. Đây, chụp cả xe của Xiaomi này. Đấy, độ chi tiết thì thật khỏi bàn luôn đi. Đó, và mình cũng đã chụp thêm cả góc rộng này. Đấy, mình trải nghiệm rất là nhiều thứ ở trên con X200 Pro Mini này rồi. Ngon luôn, thực sự luôn đấy. Đấy, mình đã thử quay ở chế độ đêm ở trong X200 Pro Mini. Và mình có thể nói thật là con X200 Pro Mini này nó quay thì nó chỉ có thua duy nhất là thua iPhone thôi, có thể thôi. Nhưng mà thực sự là nếu mà so với 16 Pro ấy thì con này là xanh chín lắm đấy, 1910 gọi là không hề quá căng đâu. Mà độ chi tiết khi mà quay đêm ấy nó vẫn ngon nha. Đấy, quay đêm iPhone rất là noi nhưng mà con này độ chi tiết khi mà quay đêm là vẫn ổn áp. Đấy, khả năng chống rung thì nó thật là nó vẫn có một chút xíu giật nhưng mà không quá nhiều. Và tiếp tục là những tấm ảnh khác thì anh em tự xem đi, chứ bây giờ mình show cho anh em quá nhiều ảnh đẹp, quá nhiều ảnh chi tiết rồi. Và đặc biệt thêm một cái nữa là mình rất thích cái cam tele ở trên con này, nó rất chi tiết luôn. Đây này, chụp vào này, zoom ra này. Đấy, mình chụp thêm một cái nữa, cái này là anh em phải vừa xác nhận này. Thấy không? Chụp cái cục sạc nhé. Đấy, những cái con khác nó không thể nào tái tạo bề mặt ngon như vậy đâu, nhưng mà con này zoom cái cục sạc lên này, thấy mấy cái chi tiết bụi ở trên cục sạc nó nét thôi rồi luôn. Và chụp ảnh selfie hoặc là chụp ảnh chân dung thì trên X200 Pro Mini nó làm đều ngon. Da này, cà này, đó, rất tự nhiên mà không bị giả quá. Và nó làm đẹp tốt,
cái lông mày của mình khi chụp lên nhé. Ở trên iPhone không thu được cái phần này, ở trên Xiaomi không thu được phần này, nhưng cái lông mày khi mà chụp lên ở trên con X200 Pro Mini này nó vẫn thu lại được rất tốt. Nói chung là về cái phần camera thì mình nói thật với anh em là con này nếu mà trong tầm giá thì nó là tuyệt đối rồi. Chỉ có duy nhất một cái là nó bị tình trạng flare ở một vài điều kiện nhất định, nhưng mà cái đã không nhiều, không đáng kể và có thể xí xóa được. Vậy thì anh em nghĩ sao? Cái camera con này được mấy điểm? Và tiếp theo về cái phần pin đi, thì con này pin rất trâu luôn. Và nói thật, nếu mà so con này với con S24, so con này với con Xiaomi 15 thì con này pin nó trâu hơn nha. Thứ nhất là về phần mềm nó tối hóa tốt. Thứ hai là con này được trang bị con pin là silicon carbon và dung lượng của nó là 5700mAh, sạc nhanh là 90W. Cái quét sạc nhanh đấy thì nó thực ra không nhanh lắm. Mình test thử rồi nó lên khoảng tầm 45 phút đến 50 phút nó mới sạc đầy. Nhưng cái cơ bản ấy là cái viên pin silicon carbon 5700mAh là một con số biết nói. Anh em có thể dùng được thoải mái 7-8 tiếng với nhu cầu sử dụng 4G Wi-Fi kết hợp. Tại vì mình mua con này để đi du lịch. Và thứ hai là nếu mà anh em sử dụng Wi-Fi thì con này có thể dùng được khoảng tầm 8, 9 đến 10 tiếng. Nó quá đủ với nhu cầu sử dụng ở một con điện thoại mà kích thước nhỏ như thế này. Đó, mặc dù kích thước của nó anh em thấy này, nó quá nhỏ so với viên pin 5700 luôn. Đấy, kích thước con này nếu mà so với mấy con Techno này nọ thì nó nhỏ hơn rất nhiều, trong khi dung lượng của nó là tương đương với những con 6000, 7000. À, mình quên mất một cái điều nữa là cái con X200 Pro Mini ấy, thì nó chỉ có USB là 2.0 thôi, 480m thôi, chứ không có USB 3.0, 3.1, 3.2 như là những cái đối thủ khác. Thì mình thấy rằng cái này là cái điều hạn chế với những anh em nào mà thường xuyên cóp file, cóp hình các kiểu. Còn nếu như anh em là người dùng bình thường thì nó sẽ không quá quan trọng lắm. Rồi, ok. Và đương nhiên ấy, thì cái con Vivo X200 Pro Mini thì nó vẫn trang bị tiêu chuẩn kháng nước rất là cao, đó là IP68, IP69. Và nó cũng sẽ được trang bị những tính năng xịn sò, hay ho, đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại. Mình không biết là phải review thêm cái gì. Nói về cái phần loa thì con này loa của nó không to hơn iPhone 16 Pro nha. Và loa của nó không to hơn so với Xiaomi 15. Nhưng được một cái là nó đổi lại được cái độ chi tiết tốt hơn và nghe nó có một chút ấm hơn. Đấy, thì nói chung là như vậy, mình thấy là đánh giá là con máy nhỏ mà tích hợp được nhiều, quá nhiều thứ là nó đủ rồi. Ok, vậy thì anh em nghĩ sao về Vivo X200 Pro Mini? Nghe từ nãy tới giờ mình review em này, anh em đã thấy hấp dẫn chưa? Cái hấp dẫn nhất ấy, vẫn là cái cụm cam, cái phần mềm làm cam, cái viên pin, cái hiệu năng của nó quá đỉnh. Nhưng mà cái con này mình vẫn đang rất là lăn tăn, tại vì mình không thích khi mà mình cầm vào mình hay bị chạm nhầm camera quá. Và thứ hai là cái cảm giác cầm nắm con này nó không sướng bằng Xiaomi 15. Mình không biết là con nên đánh đổi cái phần pin, camera và hiệu năng để lấy cái cảm giác cầm nắm hay không. Tại vì mình cầm Xiaomi 15 mình rất là thích. Ok, anh em nghĩ sao? Đừng quên comment nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.